Tấm PVC vân đá thì công cực đơn giản, không phải ai cũng biết. Tấm PVC vân đá không còn quá xa lạ với nhiều người trong ngành decor nội thất hay cả với những khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu về những vật liệu trang trí để cải tạo lại không gian sống của mình. Được làm từ bột đá kết hợp bột nhựa, bề mặt phủ lớp phim tạo vân giả đá chân thực và đẹp mắt, giống đá đến 99%. Vẻ đẹp sang trọng không thua kém đá hoa cương với bộ sưu tập đa dạng các họa tiết: vân trắng loang, trắng vân mây, vân giả đá đen, vân bê tông, vân gỗ, vân đá cẩm thạch, màu trắng trơn, có thể phù hợp cho mọi phong cách thiết kế và mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ của người dùng. Để được khách hàng tin dùng và ưa chuộng đến như vậy, thì tấm PVC vân đá này cũng phải mang những ưu điểm nổi bật mà không phải vật liệu nào cũng có được. Đầu tiên là vẻ đẹp giống đá tự nhiên nhưng chi phí rẻ hơn rất nhiều. Chúng ta có thể dễ dàng sở hữu những màu vân đặc sắc khác nhau mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí. Ở công trình này, sử dụng mẫu tấm ốp tông trắng kết hợp với những đường vân mây. Đây cũng là một trong những mã màu bán chạy nhất tại khoa hobby thời gian vừa qua. Và nếu anh chị nào cũng yêu thích mẫu này thì cứ để lại bình luận bên dưới, hobby sẽ tư vấn chi tiết hơn cho mình nha. Sang ưu điểm thứ hai là tấm ốp có trọng lượng nhẹ nên rất linh động trong thi công và lắp đặt. Với thiết kế khổ lớn 1m22 x 2m44 nhưng chỉ có độ dày từ 2,6 đến 3 ly, khá mỏng nên rất thuận tiện cho việc vận chuyển, thi công, có thể tùy ý cắt ghép theo từng hạng mục công trình mà mình mong muốn bằng máy cắt cầm tay hoặc dao dọc giấy cũng được luôn nha. Sang một ưu điểm khác mà rất nhiều khách hàng tâm đắc khi sử dụng tấm PVC vân đá này, đó là bề mặt tấm rất bóng, sáng lại trơn nhẵn nên giúp quá trình vệ sinh được dễ dàng, đảm bảo bề mặt tấm luôn sáng đẹp theo năm tháng. Ngoài ra, do chất liệu sản phẩm được tạo nên từ bột đá và bột nhựa nên hoàn toàn có khả năng chống nước, chống muối mọt, chống cháy lan, không cong vênh, co ngót trong suốt quá trình sử dụng nên anh chị hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng trên 20 năm cũng không thành vấn đề. Chỉ với bằng ấy những ưu điểm thôi đã đủ khiến tấm PVC vân đá này chiếm được cảm tình của rất nhiều khách hàng rồi, và không khó hiểu khi vật liệu này luôn nằm trong top best seller của nhà hobby. Vậy thi công tấm ốp PVC vân đá này có khó không? Có phức tạp không? Có cần nhiều thời gian không? Là thắc mắc của rất nhiều anh chị gửi đến cho fanpage của Hobby Việt Nam. Vậy trong video lần này, Hồng Thơm sẽ chia sẻ chi tiết về cách thi công tấm ốp này cho anh chị nhé. Và anh chị nếu thấy những chia sẻ của Hồng Thơm hữu ích, vui lòng ấn nút follow kênh Hobby Việt Nam để ủng hộ em nhé. Đầu tiên, để thi công được công trình PVC vân đá, chúng ta cần chuẩn bị một số phụ kiện hỗ trợ như dao dọc giấy hoặc máy cắt cầm tay, keo dán chuyên dụng, băng dính hai mặt, súng bắn đinh, thước đo, búa cao su và cuối cùng tất nhiên không thể thiếu là tấm ốp PVC vân đá. Trong công trình này, vì bề mặt thi công đã bằng phẳng rồi nên mình có thể ốp trực tiếp tấm ốp lên. Tiến hành bôi keo chuyên dụng vào mặt sau của tấm, có thể sử dụng thêm băng dính hai mặt kết hợp cùng để tạo liên kết chắc chắn và chặt chẽ hơn giữa tấm ốp và bề mặt tường. Anh chị nên lưu ý khi dán băng dính hai mặt, ta nên để khoảng cách đều nhau để giữa các khoảng trống này sẽ bôi thêm lớp keo để phân tán lớp liên kết bám dính được đều hơn. Sau khi đã quét keo vào mặt sau của tấm ốp, ta tiến hành ốp trực tiếp tấm lên bề mặt tường theo chiều dọc của tấm. Cần cẩn thận ốp khít tấm vào bề mặt tường sao cho thẩm mỹ, cứ tiếp tục lắp đặt như vậy cho đến hết phần tường. Công trình ngày hôm nay ốp bức vách phòng làm việc, do bức tường cao hơn chiều dài của tấm ốp nên không tránh khỏi việc nối tấm. Các anh thợ sẽ dùng máy cắt cầm tay để cắt theo kích thước cần dùng. Tại các vị trí đặc biệt như ổ điện thì cần đo đạc chi tiết và tỉ mỉ hơn, sau đó dùng máy cắt cầm tay để cắt bỏ phần tấm ốp để vừa khít với kích thước ổ điện. Tiếp tục các bước thi công tấm ốp PVC vân đá cho đến hết phần diện tích cần ốp. Sau khi lắp đặt xong công trình, các anh thợ sẽ tiến hành dùng máy bắn đinh để cố định chắc chắn tấm ốp hơn. Chắc hẳn điều này sẽ khiến không ít anh chị lo lắng vì sợ lộ đầu đinh trên bề mặt tấm trắng như này đúng không ạ? Tuy nhiên, nếu biết cách làm thì sẽ không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của tấm ốp đâu ạ. Chúng ta sẽ bắn vít vào những đường vân tối màu như này để dễ dàng che đi được đầu đinh bị lộ ra. Như vậy vừa giúp công trình đảm bảo an toàn, chắc chắn hơn, lại không làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của công trình rồi. Tấm PVC vân đá khi mua về sẽ được dán một lớp siêu để bảo vệ bề mặt tấm. Tuy nhiên, đừng anh chị nào bóc lớp siêu này ngay mà hãy để sau khi hoàn thiện công trình, tấm ốp PVC vân đá mình mới lột ra nhé. Làm như vậy sẽ bảo vệ tấm ốp trong suốt trong quá trình sử dụng, tránh các tác động làm trầy xước, hư hại hay bụi bẩn trên bề mặt tấm. Như vậy, chỉ với những vật dụng đơn giản cùng kỹ thuật thi công không quá phức tạp đã giúp tạo nên một công trình tấm ốp PVC vân đá đầy tính thẩm mỹ, sang trọng, hiện đại và bắt mắt như này rồi. Anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến đại lý của Hobby nếu mình cũng mong muốn sở hữu một không gian hiện đại và đẹp mắt như này với tấm ốp PVC vân đá nhé. Và nếu anh chị có bất kỳ thắc mắc nào về vật liệu, thi công nội ngoại thất thì hãy để lại bình luận ngay trong bài viết này để Hồng Thơm giải đáp chi tiết cho mình. Và hãy ủng hộ Hồng Thơm và Hobby bằng một nút đăng ký kênh Hobby Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.